Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán ACBS Online 2021, đầu tư là gì, đầu tư là gì? Mở tài khoản ngân hàng ACB Online không cần đến quỷ, không cần làm trong giờ hành chính và không cần ký nhiều giấy tờ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của đầu tư là gì để biết thông tin chi tiết và các bước chính sách mở tài khoản chứng khoán ACBS tại nhà. Mời các bạn theo dõi bài viết này nhé, với lợi thế là công ty con của ngân hàng Á Châu. ACB do đó trong quá trình hoạt động chứng khoán ACB đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ công ty mẹ về cả danh tiếng nền tảng khách hàng cho đến hệ thống quản lý dịch vụ qua các năm, chứng khoán ACB đã tạo dựng được thương hiệu nhất định trên thị trường, cụ thể ACBS đã lọt vào top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán cao nhất tại HOST trong các năm như 2014, 2015, 2016 và 2018. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng dịch vụ cũng như phí giao dịch, lãi suất cho vay, cùng với sự tham gia của một số công ty chứng khoán nước ngoài vào thị trường Việt Nam, nên thị phần chứng khoán ACB đã bắt đầu tụt và rơi khỏi top 10. Điều này cho thấy cơ chế chung của ACBS chưa thực sự phù hợp, khó có thể giữ được thị phần khi thị trường có những cạnh tranh lớn. Ưu điểm mở tài khoản ngân hàng ACB online, dịch vụ thông báo biến động số dư SMS, giao dịch ngay trên ACB Mobile App, tra cứu số dư tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch, gửi tiền có kỳ hạn cho chính chủ tài khoản, thanh toán hóa đơn, thực hiện giao dịch ngay sau khi mở tài khoản số tài khoản ngắn và dễ nhớ, miễn 100% phí giao dịch online, tài khoản trực tuyến của ACB được thiết kế khả năng phòng chống gian lận với các lớp quy tắc kiểm tra chặt chẽ, giải pháp tối ưu trong mùa giãn cách xã hội, không phí quản lý tài khoản, không yêu cầu số dư tối thiểu, lập tài khoản ngân hàng ACB trực tuyến mất bao lâu, như đã nói từ đầu, chỉ mất một phút là mọi người đã có thể hoàn thành việc mở tài khoản ngân hàng ACB tuy nhiên mọi người cần đảm bảo thiết bị đăng ký của mình có nguồn internet ổn định và thực hiện như đúng hướng dẫn đã trình bày ở trên ngay khi KS hoàn thành thủ tục mở tài khoản online và có thông báo trả về từ ACB rằng quá trình tạo mở tài khoản của KS đã thành công thì ngay lập tức KS đã có thể sử dụng tài khoản mới đó để giao dịch mua hàng online. Trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, đây được xem là một giải pháp giao dịch ngân hàng trực tuyến tối ưu dành cho khách hàng với 3 điểm nổi bật: nhanh, an toàn và miễn phí chuyển tiền. Tài khoản trực tuyến của ACB được thiết kế khả năng phòng chống gian lận với các lớp quy tắc kiểm tra chặt chẽ những tình huống gian lận cũng đã được ngân hàng này nghiên cứu để thực hiện nâng cấp hệ thống tương ứng, đảm bảo tài khoản trực tuyến vượt qua sự tấn công có mục đích, giữ mức độ bảo mật và an toàn thông tin cao cho khách hàng. Nếu bạn là khách hàng mới tham gia đầu tư, cần sự tư vấn hỗ trợ sâu hơn từ nhân viên môi giới, với vốn không quá lớn thì xét chung trên thị trường hiện nay, chứng khoán ACB. ACBS đang áp dụng mức phí khá cao, 0,3% với giá trị giao dịch. Trong khi đó có những công ty chứng khoán lớn khác có mức phí tốt hơn. 0,15% đến 0,25% mặc định môi giới hỗ trợ như chứng khoán Mirae Asset, Mas, SSI, SSI. Do vậy bạn nên cân nhắc kỹ khi mở tài khoản chứng khoán ACB. ACBS xem có phù hợp với bạn không, trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm chơi chứng khoán mà các bạn không nên bỏ qua. Hiểu rõ được các cơ chế và những ưu nhược điểm của phương thức đầu tư này sẽ cho bạn thu lại lợi nhuận cao hơn hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách mua hoặc bán cổ phiếu trong thị trường chứng khoán việt nam để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn chúc các bạn đầu tư thành công